Xin chào các bạn. Manitoba được xem là một trong những tỉnh bang có nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn nhất để phát triển lực lượng lao động thông qua giáo dục và khuyến khích nhập cư với mức chi phí thấp nhưng chất lượng giáo dục cao cùng nhiều cơ hội làm việc dành cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Và chính sách cho phép định cư thì tỉnh bang Manitoba là mảnh đất màu mỡ sẵn sàng mở ra cơ hội du học và làm việc đối với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Vậy cơ hội việc làm và định cư mở rộng khi du học tại tỉnh bang Manitoba như thế nào? Thì hôm nay tư vấn viên của công ty du học Tân Đại Dương là chị Lisa sẽ cùng các bạn chia sẻ thông tin này nhé. Thì câu hỏi đầu tiên là từ bạn Thúy An ở Dĩ An, Bình Dương. Chào chị, em có dự định du học ngành Hospitality tại tỉnh bang Manitoba. Em nghe nói Manitoba hiện đang có chính sách hoàn trả 60% học phí cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thì chính sách ấy còn áp dụng không ạ? À? Mong sớm nhận được phản hồi của chị, em cảm ơn. Chào bạn Thúy An, thì Manitoba có nền giáo dục tiên tiến được quốc tế công nhận. Chính phủ tại đây luôn chú trọng đầu tư và giáo dục nhằm tạo ra môi trường học tập đẳng cấp không thua kém gì bất cứ nơi nào trên thế giới. Và học phí rất là cạnh tranh, chỉ khoảng độ là 50-60% so với các tỉnh bang khác thôi. Đây chính là kết quả của sự hỗ trợ từ chính quyền của tỉnh bang. Đặc biệt, tại Manitoba, nếu sinh viên quốc tế sau khi học xong được ở lại làm việc, Manitoba sẽ được chính quyền tỉnh bang hoàn trả khoảng 60% học phí cho sinh viên thông qua chương trình thuế thu nhập, và thời gian hoàn trả kéo dài tối thiểu khoảng 6 năm, và tổng số tiền được hoàn trả lên tới 25.000 đô la Canada, khoảng độ là gần 500 triệu Việt Nam đồng. Với cái chính sách này thì hết sức đặc biệt mà chỉ duy nhất tại tỉnh bang Manitoba có thôi. Thì hiện tại chính sách hoàn trả 60% học phí cho sinh viên quốc tế sẽ kết thúc vào khoảng độ tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên thì em vẫn có thể yên tâm vì học phí của các trường tại tỉnh bang này cũng khá thấp. Học phí ở một số trường học tại Manitoba chỉ bằng 50% học phí của các trường đại học khác. Điển hình là học phí của trường đại học lớn nhất Manitoba là trường đại học Manitoba, trung bình khoảng độ 14.000 một năm. Chỉ bằng 1/2 so với các trường đại học khác như Đại học Toronto trung bình 35.000 đô Canada, hoặc Đại học Waterloo trung bình 22.000 đô, hoặc Đại học Western Ontario 21.000 đô Canada, và còn nhiều trường đại học khác nữa. Để có thể cập nhật thông tin học phí và lịch khai giảng mới nhất hay còn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến cơ hội việc làm và định cư tại tỉnh bang Manitoba này thì em có thể truy cập vào website là visacanada.edu.vn hoặc truy cập vào fanpage của Du học Tân Đại Dương để dễ dàng trao đổi và thảo luận với các tư vấn viên, bạn bè hoặc là theo dõi những thông tin chương trình mới em nhé. Tiếp theo là một câu hỏi thứ hai từ bạn Thanh Dương ở Hải Phòng. Chào Tân Đại Dương, em đang tìm hiểu thông tin du học tại tỉnh bang Manitoba, Canada. Em rất quan tâm các chính sách hỗ trợ của bang dành cho sinh viên quốc tế. Tân Đại Dương tư vấn giúp em các chính sách ưu đãi cũng như cơ hội việc làm và định cư mở rộng khi du học tại tỉnh bang Manitoba nhé. Em cảm ơn ạ. Chào bạn Dương, so với các tỉnh bang phát triển khác tại Canada thì Manitoba là nơi dễ sống nhất với vật giá rất là thấp. Do đó lựa chọn học tập tại đây giúp sinh viên tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt. Tỉnh bang Manitoba hiện đang thiếu hụt nguồn nhân lực và đến năm 2020 con số này là khoảng 20.000 lao động. Để khuyến khích nhập cư thì tỉnh đã đưa ra những chính sách ưu đãi tốt nhất cho sinh viên quốc tế. Vì vậy có thể nói bang Manitoba hiện là tỉnh bang có nhiều chính sách hỗ trợ cho du học sinh nhất. Chính sách định cư Canada Manitoba cụ thể như sau. Thứ nhất là chính sách miễn hoàn toàn bảo hiểm y tế. Sinh viên quốc tế khi đến với Manitoba được hưởng một chính sách ưu đãi vô cùng quan trọng là miễn phí bảo hiểm y tế. Với chính sách này thì thay vì phải trả một khoản tiền thường niên để được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì sinh viên hoàn toàn có thể yên tâm không cần chi trả gì khi ốm đau từ nhỏ cho tới những vấn đề nặng hơn, bởi khoản chi phí này đã được chính quyền tỉnh bang chi trả thay cho các bạn. Đây thực sự là chính sách hiếm nơi nào có được. Thứ hai nữa là chính sách làm thêm không cần work permit. Chính sách làm thêm tại Manitoba không cần phải có work permit, đó chính là giấy phép làm việc đối với sinh viên quốc tế từ ngày 1 tháng 6 năm 2014. Và sinh viên đến học tập tại Canada nói chung và Manitoba nói riêng không cần đợi sau 6 tháng học mới được xin work permit. Khi mà tham gia chương trình học ngoài chương trình học tiếng và từ 18 tuổi trở lên thì sinh viên sẽ được làm tối đa 20 giờ một tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong những kỳ nghỉ lễ. Sinh viên được phép đi làm thêm để hỗ trợ tiền học phí và chi phí sinh hoạt nữa. Rồi thêm một chính sách nữa, đó là chính sách hỗ trợ học phí tối đa. Học phí ở một số trường đại học tại Manitoba chỉ bằng 50% học phí của các trường đại học khác thôi.
Điển hình là học phí của trường đại học lớn nhất Manitoba là Đại học Manitoba khoảng 14.000 đô Canada, chỉ bằng 1/2 trường đại học Toronto, trung bình khoảng 35.000 Canada, hoặc Đại học Waterloo trung bình 22.000 đô Canada, hoặc Đại học Western Ontario 21.000 Canada. Với cái mức học phí này thì chỉ là mức học phí tham khảo trung bình thôi, thì để các bạn nắm rõ hơn về mức học phí bạn có thể là gọi điện trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương các bạn nhé. Chính sách nữa là chính sách cấp giấy phép ở lại làm việc lên tới 3 năm sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp các chương trình học cao đẳng, đại học, sau đại học tại Manitoba thì tỉnh bang cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc với thời gian lên tới 3 năm. Đây là thời gian dài nhất trong diện ở lại sau khi tốt nghiệp nếu so sánh với các quốc gia khuyến khích nhập cư khác. Rồi chính sách nhận định cư 6 tháng sau khi tốt nghiệp không cần phải xét điểm. Chỉ duy nhất sinh viên quốc tế học tập tại Manitoba được chính quyền tỉnh bang đưa ra chương trình nhập cư đặc biệt ưu tiên, không cần dựa trên hệ thống tính điểm, không cần người bảo lãnh, chỉ xét hồ sơ. Và sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu khoảng 6 tháng tại đây, sinh viên quốc tế có thể nộp đơn theo diện này các bạn nhé. Và câu hỏi thứ ba là từ chị Xuân Mai, đang ở Nhà Bè, quận 7. Chào Tân Đại Dương, hiện tôi đang tìm hiểu về du học Canada cho con gái của mình. Con gái tôi hiện đang học lớp 12 và tôi sẽ cho bé du học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi đặc biệt quan tâm về cơ hội việc làm và chính sách định cư cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp tại Canada. Nhờ Tân Đại Dương tư vấn giúp tôi các ngành học dễ có việc làm sau khi tốt nghiệp và chính sách định cư tại tỉnh bang nào là dễ nhất nhé. Xin cảm ơn Tân Đại Dương. Xin chào chị Mai. Cơ hội việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế luôn là vấn đề nhức nhối và được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Khi phụ huynh học sinh muốn cho con em mình đi du học, nếu muốn tìm cơ hội việc làm và định cư dễ dàng thì chị Mai nên lựa chọn tỉnh bang Manitoba tại Canada cho con gái chị du học nhé. Diện tích tỉnh bang Manitoba chỉ đứng hàng thứ 8 so với dân số vỏn vẹn khoảng 1,2 triệu người tại Canada. Nhưng vùng này có tiềm năng phát triển kinh tế lớn không kém gì so với các tỉnh bang khác trong cả nước. Thủ phủ của Manitoba là thành phố Winnipeg, nhờ mô hình nhập cư và di trú luôn thay đổi tích cực rộng mở, cho nên đây được coi là tỉnh bang đa sắc tộc bậc nhất Canada. Nhiều bài đánh giá gần nhất thì có khoảng 4.876 sinh viên quốc tế lựa chọn Manitoba là địa điểm du học, và con số này sẽ còn tăng do chính sách ưu đãi của chính quyền nữa. Manitoba là tỉnh nằm trong top các tỉnh bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Canada. Theo dự đoán, đến năm 2020, tỉnh bang này sẽ có thêm khoảng 254.000 công việc mới, chưa bao gồm các công việc cũ cần người thay thế do người lao động nghỉ hưu hoặc nghỉ việc. Đây là lý do vì sao Manitoba là tỉnh bang đầu tiên của Canada thành lập chương trình nhập cư liên tục riêng biệt để khuyến khích sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc, bù vào nguồn lao động đang thiếu thốn tại Canada. Hiện nay các ngành có cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp tập trung vào 4 nhóm. Thứ nhất là Science, Engineering, Information Technology và Hospitality. Đây là những nhóm ngành luôn có chương trình co-op cho sinh viên quốc tế. Chương trình co-op giúp sinh viên dễ dàng có việc làm sau khi tốt nghiệp hơn là các ngành không có chương trình này. Hơn hết, chỉ duy nhất tại bang Manitoba, sinh viên quốc tế sẽ có cơ hội định cư sau 6 tháng tốt nghiệp theo chính sách định cư của chính quyền tỉnh bang đưa ra. Với chương trình nhập cư đặc biệt ưu tiên, không cần dựa vào hệ thống tính điểm, không cần người bảo lãnh và chỉ xét hồ sơ. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu khoảng 6 tháng tại đây, thì sinh viên quốc tế có quyền nộp đơn xin thường trú nhân. Trong khi các tỉnh bang khác là 1 năm, chương trình được đưa ra dựa theo nhu cầu lao động tay nghề cao của Manitoba. Họ sẽ lựa chọn những nhân công quốc tế đã được đào tạo kỹ lưỡng đi kèm kinh nghiệm làm việc cần thiết cho thị trường lao động tỉnh bang. Và sau một thời gian làm việc thì người lao động sẽ được đề cử nhận thị thực thường trú nhân Canada ở lại và làm việc tại Canada. Chị Mai có thể là liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của công ty là 028 38 48 4879, và gặp các tư vấn viên của Tân Đại Dương để mà cập nhật các thông tin mới nhất về khóa học, về chi phí và cơ hội việc làm và định cư mở rộng khi du học tại bang Manitoba chị nhé. Tiếp theo sau đây là câu hỏi từ bạn Anh Duy, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hublet. Em chào Tân Đại Dương, em hiện là sinh viên chuyên ngành IT tại Đại học Hublet. Em được biết chuyên ngành của em là một trong những ngành học có nhu cầu tuyển dụng cao tại Canada, đặc biệt là ở tỉnh bang Manitoba. Vì vậy, em muốn theo học IT tại trường Red River College của bang Manitoba. Thì nhờ Tân Đại Dương hãy giúp em cho biết về thông tin về trường
ngành IT và học phí của ngành này nhé. Em xin cảm ơn. Bạn Anh Duy thân mến, bạn chọn du học ngành IT tại trường Red River College thuộc tỉnh bang Manitoba là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì trường này là học viện ứng dụng lớn nhất của Manitoba. Cao đẳng Red River có khoảng 32.000 sinh viên với hơn 100 chương trình đào tạo toàn thời gian tại 8 cơ sở khác nhau trên toàn tỉnh. Cơ sở chính phủ của Red River ở tại Winnipeg là thành phố lớn thứ 7 của Canada và là thành phố phục vụ của Manitoba. Phần lớn các chương trình của trường được thiết kế để hoàn thành trong vòng từ 1 đến 2 năm. Hai học xá chính của Red River tại thành phố Winnipeg gồm The Notre Dame và Exchange District luôn được khen ngợi về lối thiết kế không gian và đầu tư trang trí thiết bị tại đây. Thì khi sinh viên theo học thì đặc biệt là sinh viên quốc tế sẽ được cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ chất lượng. Bạn sẽ tìm thấy hầu hết tất cả các mọi thứ mình cần trong khuôn viên ký túc xá của trường. Có thể nói không một nhu cầu nào của sinh viên không được đáp ứng tại trường. Và đó là nhu cầu từ thực phẩm đến dịch vụ phòng ở, giặt ủi, chăm sóc sức khỏe, không gian thể thao. Chúng được bố trí ở khoảng cách rất là gần, thích hợp cho việc đi lại của sinh viên đến những cái dịch vụ đó. Winnipeg được xem là nơi định cư lý tưởng với hơn dân số hiện tại chiếm khoảng 600.000 người Manitoba. Tân sinh viên thì chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thú vị và háo hức trong những ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường cao đẳng cộng đồng Red River. Đây cũng là một thời gian rất là bận rộn và nhiều khó khăn. Tuy nhiên là bạn cũng đừng nên lo lắng thái quá, bởi vì trường cao đẳng Red River cam kết rằng sẽ hỗ trợ tối đa để bất cứ sinh viên nào có tinh thần học tập nghiêm túc đều có thể thành công sau này. Và sau đây là hàng loạt những dịch vụ hỗ trợ từ trường. Thứ nhất là dịch vụ tư vấn rất tận tình. Trường đã lập ra hẳn một văn phòng tư vấn miễn phí cho bất cứ ai đến trường và cần hướng dẫn. Tại đây thì các bạn sẽ được cung cấp các thông tin liên quan đến chương trình học cao đẳng và chuyển tiếp đại học để có thể là lựa chọn hợp lý nhất cái chuyên ngành mà mình muốn học. Bên cạnh đó thì còn có thể học thêm những kỹ năng để thành công ở môi trường cao đẳng tại đây. Đó là kỹ năng học từ sách giáo khoa, kỹ năng ghi chép, nghiên cứu, kỹ thuật làm bài thi và quản lý thời gian. Đặc biệt là sinh viên khuyết tật cũng được các cố vấn của trường tạo điều kiện tối đa để hòa nhập tốt nhất với môi trường học. Thứ hai đó là dịch vụ đánh giá giúp sinh viên hoàn thiện bản thân. Đây là nơi cung cấp các bài test chuẩn cho sinh viên. Các bạn sẽ được đánh giá lại về khả năng chuyên môn và thử nghiệm những cái vị trí công việc liên quan đến ngành học của mình. Mục đích của dịch vụ này là giúp cho sinh viên hiểu rõ các điểm mạnh, điểm yếu ngay trong quá trình học tập, cũng như khả năng và nhu cầu trong nghề nghiệp của mình trong tương lai sắp tới khi mà các bạn tốt nghiệp. Thứ ba là cơ hội làm việc rộng mở. Các nhà quản lý giáo dục ở trường Red River thấu hiểu rằng việc tìm một công việc tốt và phù hợp sau khi tốt nghiệp là kỳ vọng của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay. Do vậy trường cũng xem đây là một mục tiêu cao nhất cho các chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ của mình. Đặc biệt trường còn thành lập hẳn một trung tâm việc làm, nơi giúp sinh viên tìm được việc từ những cái nhà tuyển dụng tốt nhất. Cụ thể là trung tâm sẽ nâng cao kỹ năng xây dựng các chiến lược tìm việc làm và những kỹ năng quan trọng khác như viết thư xin việc, chuẩn bị phỏng vấn, nắm bắt các thông tin thị trường lao động và các vấn đề liên quan đến việc làm khác nữa. Thứ tư là thư viện của trường với rất là nhiều đầu sách khác nhau. Cao đẳng Red River có hai thư viện đầy đủ trang thiết bị và dịch vụ. Một là ở Học viện Notre Dame, hai là Exchange District. Đây được xem là những kho sách khổng lồ với hơn 75.000 đầu sách cùng với các thể loại tạp chí, báo cáo, các ấn phẩm và các chính phủ. Khoảng độ là 5.000 DVD và 2.000 thiết bị kỹ thuật số bao gồm TV, VCR, máy DVD, máy chiếu video dữ liệu, máy thuyết trình trực quan và máy ảnh kỹ thuật số phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên. Thứ năm là cơ hội tham gia nhiều hoạt động thể thao. Trong thời gian học tập tại trường thì bạn sẽ được cung cấp các cơ hội để tham gia vào các hoạt động thể thao trong các không gian trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt, trường có thiết kế nhiều cuộc thi thể thao tầm cỡ để mà sinh viên phát triển cá tính và tinh thần đội nhóm. Hơn ai hết thì những nhà giáo dục ở đây tin rằng thì tinh thần thể thao là một hoạt động liên quan mật thiết đến việc phát triển năng lực tư duy, trí tuệ và kỹ năng xã hội của mỗi con người. Bạn Anh Duy thì muốn học ngành IT tại trường Red River thì đây là một trong những cái nhóm ngành thế mạnh tại trường. Rất là nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn vì tính linh hoạt, này, ứng dụng trong xã hội cao và có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Hiện trường đã có hai chuyên ngành IT mà bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất là ngành Business Information Technology, thời gian học trong vòng 2 năm.
nhập học vào tháng 9 và tháng 1 và có chương trình thực tập hưởng lương cô Úc nữa. Học phí khoảng 14.946 đô Canada một năm. Ngành thứ hai là ngành Business Technology Management, thời gian 2 năm và thời gian nhập học khoảng tháng 9 tháng 1, có chương trình thực tập hưởng lương cô Úc. Cho nên là bạn có thể tham khảo một trong hai ngành này và cho Tân Đại Dương biết về sự lựa chọn của mình nhé. Tiếp theo chương trình là một câu hỏi từ chị Liên đang sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chào Tân Đại Dương, gia đình của mình cũng có ý định cho con gái du học thạc sĩ tại Canada. Mình nghe nói khi du học tại tỉnh bang Manitoba của Canada thì cơ hội việc làm và định cư sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì một số người bạn nói với mình là tỉnh bang Manitoba vẫn đang còn hoang sơ và thời tiết tại đây cũng lạnh hơn các tỉnh bang khác rất nhiều. Thì Tân Đại Dương hãy tư vấn giúp mình là nên chọn tỉnh bang Manitoba cho con gái hay không? Và tại Manitoba có những trường đại học nào, học phí ra sao? Cảm ơn Tân Đại Dương. Chào chị Liên, đối với nhiều người khi có ý định đi du học tại các tỉnh bang không riêng ở Manitoba của Canada thì phụ huynh và các bạn học sinh cũng nghĩ ngay tới thời tiết vô cùng khắc nghiệt, giá bút và lạnh lẽo. Nhưng thực sự thời tiết ở Canada có thực sự khắc nghiệt như các bạn nghĩ hay không? Thì Canada là một đất nước rộng lớn với những ưu đãi của thiên nhiên ban tặng, những loại hình cảnh quan khác nhau từ những dãy núi chập trùng cao đến những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, từ những cánh rừng ôn đới đến những vùng băng tuyết phủ quanh năm. Ngoài ra, Canada cũng là nơi của rất nhiều sông hồ và hệ thống kênh rạch chằng chịt, được trải rộng từ đông sang tây, từ múi giờ thứ tư tới múi giờ thứ chín. Canada mang trong mình khí hậu cũng vô cùng đa dạng, đặc biệt khí hậu tại Manitoba có đặc trưng 4 mùa rõ rệt là xuân, hạ, thu, đông. Đây là khu vực dễ chịu nhất tại Canada, đặc biệt giáp với Mỹ, với dân cư đông đúc và nền kinh tế vô cùng phát triển. Bang Manitoba được xem là tỉnh bang khuyến khích định cư nhất cả về định cư diện du học và định cư diện gia đình. Ngoài ra, Manitoba còn có chính sách bảo lãnh định cư dành cho sinh viên sau khi ra trường nhưng chưa có việc làm. Một trong những trường có uy tín nhất là University of Manitoba, thành lập năm 1877. Trường đại học này có hơn 100 chương trình đào tạo được quốc tế công nhận ở các bậc đào tạo khác nhau, từ cử nhân, cao đẳng, chứng chỉ chuyên môn và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Trường có mức học phí thấp hơn hẳn so với các trường khác, với mức phí sinh hoạt vừa phải và là sự lựa chọn của đông đảo sinh viên quốc tế. Đại học Manitoba luôn có các suất học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế có học lực khá, giỏi. Đây là cách để mà trường thu hút được nhiều nhân tài, đồng thời là cơ hội cho sinh viên quốc tế trở thành sinh viên của trường và được đào tạo trong một môi trường giáo dục chuyên nghiệp và chất lượng nữa. Thì để chị có thể là biết rõ cụ thể hơn về các mức học phí của trường thì Tân Đại Dương cũng chia sẻ cho chị một vài thông tin nho nhỏ. Đó chính là học phí chương trình tiếng Anh là khoảng 4.179 cho một học kỳ học tại trường. Còn học phí so với các chương trình đào tạo khác dao động khoảng 14.800 đô một năm. Sách và các thiết bị học tập khoảng 1.800, bảo hiểm y tế khoảng 345 đô. Chỗ ở thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của học sinh, dao động khoảng 6.200 đến 12.300 đô. Phí cho các hoạt động thể thao và giải trí khác khoảng độ 160 đô. Ngoài ra, chỉ có thể tham khảo thêm một vài trường đại học khác là Đại học Brandon. Đây là một trường đại học công lập tại lạc tại thành phố Brandon thuộc tỉnh bang Manitoba, Canada. Nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy nên trường có sĩ số lớp khá ít, đảm bảo việc giảng viên theo sát quá trình học tập của sinh viên. Đại học Brandon là trường đại học uy tín nhất trong thành phố và với đội ngũ giáo viên giỏi, rồi cơ sở vật chất tiên tiến và khuôn viên trường rất là sạch đẹp, thoáng mát. Nhiều chương trình học phong phú gồm 5 khoa với hơn 40 chuyên ngành đào tạo. Thế mạnh đào tạo của trường bao gồm các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, hóa sinh, điều dưỡng, y tá, môi trường học, nông nghiệp, tâm lý học, âm nhạc, giáo dục, phát triển cộng đồng. Học phí được đánh giá là khá rẻ cho sinh viên quốc tế, khoảng độ 7.000 đến 9.000 đô một năm. Chi phí sinh hoạt khoảng 8.000 đến 10.000 đô một năm thôi. Và để được tư vấn cụ thể hơn về một trong hai trường này cũng như những sự lựa chọn khác nữa thì chị có thể là liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương chị nha. Thì câu hỏi tiếp theo là từ bạn Quỳnh Như, hiện đang là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Chào Tân Đại Dương, em đang tìm hiểu về du học Canada, đặc biệt là tại tỉnh bang Manitoba. Em tìm hiểu một số trường tại đây và thấy có một số ngành của trường có chương trình co-op, một số ngành lại không. Vậy chương trình có co-op thì khác thế nào với chương trình bình thường ạ? Mong Tân Đại Dương sẽ tư vấn để em có thể lựa chọn ngành thích hợp. Em xin cảm ơn.
Bạn Quỳnh Như ơi, không riêng gì các trường cao đẳng đại học tại tỉnh bang Manitoba, mà hầu hết các trường cao đẳng đại học tại Canada đều có các ngành học kèm vào chương trình co-op cho sinh viên. Tuy nhiên chương trình co-op không phải ngành học nào cũng đều có. Chương trình co-op thực chất là tên gọi để chỉ chương trình thực tập hưởng lương hoặc không lương dành cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa học. Chương trình co-op thường sẽ offer cho sinh viên các ngành dịch vụ hoặc là các nhóm ngành có cơ hội việc làm và định cư mở rộng tại Canada. Đặc biệt thì khi mà Quỳnh Như lựa chọn chương trình co-op tại tỉnh bang Manitoba thì tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp càng cao hơn nữa. Vì hiện tại tỉnh bang Manitoba là tỉnh bang duy nhất khuyến khích sinh viên ở lại làm việc với thời gian lên đến 3 năm. Miễn là các bạn hoàn thành chương trình học 2 năm tại một trường cao đẳng thuộc tỉnh bang này thôi. Và một câu hỏi tiếp theo nữa là từ một Facebook có tên là Linh Phạm. Chào Tân Đại Dương, em tên là Linh và hiện đang học năm nhất ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Hutech. Nay em có ý định du học tại tỉnh bang Manitoba vì biết hiện Canada đang mở rộng chính sách định cư cho sinh viên quốc tế. Em tìm hiểu thông tin thì biết được sinh viên quốc tế chỉ cần học khóa cao đẳng 2 năm tại Canada là có thể ở lại làm việc với thời gian lên tới 3 năm sau khi tốt nghiệp. Không biết là thông tin này có chính xác hay không? Và em có cần phải đạt điều kiện gì để được hưởng chính sách này không ạ? Xin cảm ơn Tân Đại Dương. Chào bạn Linh, thông tin bạn tìm hiểu được là hoàn toàn chính xác. Chính phủ Canada cho phép sinh viên sau khi tốt nghiệp được ở lại làm việc hợp pháp toàn thời gian đến 3 năm. Đây là ưu điểm lớn nhất của Canada so với các nước khác như Úc tối đa khoảng 2 năm, hoặc là Anh không cho phép sinh viên ở lại. Vì các chuyên ngành mà sinh viên đang học đều thuộc danh mục nghề nghiệp thiếu hụt của nền kinh tế cùng chương trình đào tạo hướng tới thực hành cao, nên gần như tất cả các sinh viên của trường đều có thể tìm việc thích hợp trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp là tiền đề để mà định cư tại Canada. Theo quy định của chính phủ Canada, sinh viên được phép nộp đơn xin định cư chỉ sau 6 tháng làm việc full time sau khi tốt nghiệp, trong khi các nước khác như New Zealand hoặc Úc thì ít nhất là khoảng 1 năm. Ngoài ra, để mà tăng cơ hội việc làm và định cư mở rộng tại tỉnh bang Manitoba thì bạn còn phải lưu ý thêm là bạn nên chọn trường có chương trình hỗ trợ việc làm để tăng khả năng định cư Canada. Điều kiện xin định cư Canada là học viên phải có việc làm. Do vậy, việc tìm hiểu và chọn những trường có tỷ lệ học viên sau khi tốt nghiệp kiếm được việc làm cao là con đường an toàn nhất. Thêm vào đó nữa là chọn ngành có nhu cầu việc làm cao và cơ hội ưu tiên định cư tại Canada. Các ngành nghề dễ định cư tại Canada như mỏ, địa chất, cơ khí, kỹ thuật, công nghệ thông tin, y tá, điều dưỡng viên, kế toán, tài chính, thương mại, truyền thông, công tác xã hội, giáo dục, nghiên cứu khoa học. Các ngành không ưu tiên định cư như là đầu bếp, giám sát dịch vụ ăn uống, nhân viên văn phòng, trợ lý văn phòng, nhân viên kế toán, sổ sách v.v. Thêm một điều nữa đó là bạn phải cân nhắc chọn thành phố cung cấp nhiều cơ hội việc làm. Thì Manitoba được xem là vùng khuyến khích định cư Canada về chính sách định cư diện du học và định cư diện gia đình. Ngoài ra thì Manitoba có chính sách bảo lãnh định cư Canada dành cho sinh viên sau khi ra trường nhưng chưa có việc làm. Hai thành phố trẻ là Calgary, Alberta, tỷ lệ sinh việc làm cũng khá cao. Mức lương thì bình quân ở thành phố này khoảng độ 40.000 đô Canada một năm. Do Alberta là tỉnh bang mạnh về dầu khí và gas, dẫn đến nhân lực cho những công việc liên quan đến ngành nghề này cũng được chính phủ đánh giá cao trong vấn đề định cư đó. Tiếp theo chương trình là câu hỏi từ bạn Mạnh Long, đang sinh sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Tân Đại Dương, em là Long, đã tốt nghiệp đại học và đi làm gần 5 năm rồi. Em có người thân tại tỉnh bang Manitoba, Canada, vì vậy em định học thạc sĩ tại bang này. Nhưng em muốn biết thêm về chính sách định cư Canada theo diện du học và quyền lợi của học sinh tại tỉnh bang này như thế nào. Thì mong là Tân Đại Dương có thể chia sẻ thêm thông tin giúp em nhé. Bạn Long thân mến, thì hiện nay tại Canada, để thúc đẩy kinh tế phát triển tốt hơn, tận dụng nguồn tài nguyên và các tiềm năng có sẵn, thì chính quyền bang Manitoba đã có những chính sách cực kỳ ưu đãi với các du học sinh, khuyến khích du học sinh ở lại sống và làm việc tại đây. Chương trình Provincial Nominee Program là chương trình định cư Canada cho sinh viên quốc tế sau khi học xong tại các trường thuộc bang Manitoba, đã áp dụng sau ngày có hiệu lực chính thức là khoảng từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Và theo thực tế thì các chi phí cho chương trình du học sinh Việt Nam đang học tại Manitoba là thấp hơn so với Toronto hoặc Vancouver. Hiện tại thì có hai lý do chính cho bạn lựa chọn du học tại Manitoba, bởi vì chi phí du học tại tỉnh bang này rẻ hơn nhiều so với việc học tại Toronto hoặc Vancouver.
Và bên cạnh đó thì bạn sẽ được đăng ký khi mà xin định cư Canada ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, kể cả khi bạn chưa tìm được việc làm. Trước đây, các sinh viên quốc tế chỉ được đăng ký xin định cư Canada sau khi đã có việc làm ít nhất khoảng 6 tháng tại tỉnh bang Manitoba. Tuy nhiên thì theo chính sách mới kể từ tháng 1 năm 2011 thì các sinh viên quốc tế theo học và tốt nghiệp các chương trình cao đẳng đại học 2 năm cao đẳng, 4 năm đại học, 1 đến 2 năm chương trình thạc sĩ và 3 đến 4 năm chương trình nghiên cứu sinh hoặc là chương trình fast track liên thông và cắt giảm thời gian học á. Tức là các bạn đều sẽ tham gia vào chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp có sẵn, bao gồm là có sẵn việc làm cho sinh viên, rồi tư vấn và chỉ dẫn về ngành nghề, công việc trong dự định và hưởng các dịch vụ bố trí trong công việc phù hợp. Cũng như những nước như là Mỹ, Úc thì Canada cung cấp cho học sinh, sinh viên quốc tế các chương trình học tiếng Anh cơ bản, phổ thông, trung học, cao đẳng, đại học, sau đại học. Các trường đại học ở Manitoba, đặc biệt là bang Manitoba, thường hợp tác với các công ty và các tổ chức lao động, tạo điều kiện cho sinh viên làm việc và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Để có thể nắm rõ hơn về những cái chính sách này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để bạn tư vấn cụ thể hơn, để bạn có thể là chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng nha bạn. Câu hỏi tiếp theo là từ Trang Trần có gửi tin nhắn vào cho fanpage của công ty du học Tân Đại Dương như sau. Xin chào, em đang học lớp 11 tại trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn với điểm số khá. Em muốn hỏi về chi phí du học lớp 12 là bao nhiêu ạ? Em có người bác ở Manitoba nhưng vẫn còn phân vân không biết nên ở nhà người thân hay ở ngoài. Mà nếu ở ngoài thì ở theo dạng gì và chi phí là như thế nào? Thì mong là công ty Tân Đại Dương sẽ tư vấn phí cho em về chi phí học tập và sống tại đó nhé. Em xin cảm ơn. Chào bạn Trang. Khi mà bạn có ý định đi du học Canada thì điều đầu tiên bạn nên chuẩn bị tinh thần là sẽ sống xa gia đình và phải học tính tự lập dù rằng bạn có sống với người thân hay không. Trong thời gian đầu thì bạn học tập tại nước ngoài, bạn có thể ở nhà người thân để thích nghi với môi trường bên đó và tìm hiểu về cách đi lại bằng các phương tiện công cộng, mua hàng hóa hoặc là tham gia vào các hoạt động giải trí ở đâu, vân vân. Khi mà đã thích nghi rồi thì bạn có thể tiếp tục sống với người thân hoặc di chuyển ra bên ngoài và ở dạng homestay là nhà người dân bản xứ, hoặc ở ký túc xá của trường nếu trường có. Ở ký túc xá hoặc ở homestay thì bạn sẽ có cơ hội được tương tác với các sinh viên quốc tế và người dân bản xứ nhiều hơn, nên bạn sẽ học hỏi được nhiều điều và cải thiện tiếng Anh nhanh hơn. Về chi phí thì học tập ở bậc trung học phổ thông đối với trường công lập bang Manitoba nó dao động ở mức khoảng 11.500 đến 14.000 đô Canada một năm. Trường tư thục khoảng 14.000 đô Canada đến khoảng 20.000 đô Canada một năm. Trường nội trú bao gồm ăn ở khoảng 30.000 đến khoảng 35.000 đô Canada một năm. Chi phí ở dạng homestay dao động khoảng 600 đến 900 đô Canada một tháng. Chi phí ở dạng ký túc xá khoảng 8.000 đến 12.000 đô Canada một năm. Thì nếu mà bạn vẫn còn băn khoăn không biết là mình nên ở theo cái dạng hình thức nào thì bạn có thể là nhấc máy lên và gọi điện cho tư vấn viên của công ty Tân Đại Dương để tư vấn viên có thể nắm rõ được cái nhu cầu của bạn và tư vấn cái hướng đi cụ thể nhất cho bạn nha. Tiếp theo là một câu hỏi từ bạn có tên là Hồ Hoàng Gia Bảo. Xin chào công ty du học Tân Đại Dương, em tên là Gia Bảo, năm nay 20 tuổi và đang học năm 2 tại trường cao đẳng ngành điện công nghiệp tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em muốn đi du học Canada và sau này làm việc tại đó. Vậy em nên chọn bang nào để dễ dàng thực hiện được mục tiêu của mình? Em cũng muốn nói thêm là gia đình em không có đủ điều kiện tài chính cho em, nhưng ở Canada có ông nội và bác em sẽ lo cho em đi. Ông nội đã già, nghỉ hưu, còn bác em thì đang làm trong hãng. Vậy thì em nên chuẩn bị những giấy tờ gì ạ? Mong là Tân Đại Dương sẽ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn. Về vấn đề của bạn Gia Bảo thì gia đình là không đủ điều kiện về tài chính cho bạn đi du học, nên mà có thể nhờ bác hoặc là ông nội hoặc cả hai lo chi phí cho bạn đều được hết. Bạn cũng chưa xác định được là nên chọn bang nào thì công ty khuyên bạn nên ở cùng bang và ở với người thân của bạn tại Canada để mà tiết kiệm được chi phí. Vì bác và ông nội lo chi phí du học cho bạn luôn nên phần ăn ở cũng phải hỗ trợ. Ông nội thì đã già và nghỉ hưu thì có tiền để dành trong sổ tiết kiệm thì bổ sung bank statement nhé. Còn bác thì làm hãng thì bác bổ sung cái xác nhận về công việc của bác, xác nhận lương tháng và bản khai thuế năm, bank statement cùng với bằng chứng thu nhập về mối quan hệ của bạn và bác. Thì để có thể là chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và rõ ràng, cũng như là tìm hiểu về cơ hội về định cư mở rộng khi mà du học tại Canada và ở đâu, thì bạn liên hệ trực tiếp vào Tân Đại Dương theo số là 028 38 48 4879, hoặc là truy cập vào website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn để mà được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nha bạn. Thì nói tiếp chương trình là câu hỏi từ bạn Nguyễn Văn Sáng.
có gửi email về cho công ty du học Tân Đại Dương với nội dung như sau. Xin chào công ty, em muốn hỏi về cách chứng minh tài chính khi đi du học Canada. Vì nhà em có 4 kiosk tại chợ Kim Biên và tất cả đều cho thuê với giá tầm 5 triệu một tháng cho mỗi kiosk. Ngoài ra, ba mẹ em có may tự do ở nhà nhưng không có giấy phép kinh doanh. Số tiết kiệm khoảng 800 triệu và một căn nhà hiện đang ở. Vậy thì với nguồn tài chính như vậy thì có khả năng không và chuẩn bị hồ sơ ra sao? Em mong là công ty sẽ phản hồi sớm. Em xin chân thành cảm ơn. Với thu nhập của nhà bạn là cho thuê 4 kiosk tại chợ với giá thuê là 5 triệu một tháng, tính ra 20 triệu một tháng cho 4 kiosk, vậy thì vẫn chưa đủ để chứng minh tài chính, vì vậy cần phải có thêm một thu nhập khác nữa. Như bạn có nói là ba mẹ bạn có may tự do ở nhà nhưng mà không có đăng ký giấy phép kinh doanh, vậy thì cần phải có đơn xác nhận, ví dụ hoặc là cái gọi là cái đơn giải trình công việc và thu nhập từ công việc may của ba mẹ bạn để cộng vào cái thu nhập từ việc cho thuê kia. Bên cạnh đó nữa cần phải có những cái hóa đơn, biên lai, chứng từ hay là biên nhận tiền cho thuê để mà hồ sơ thêm phần thuyết phục và chặt chẽ. Về hồ sơ của bạn thì bạn tốt nhất bạn mang trực tiếp lên công ty tư vấn để mà có thể là xem rõ về phần hồ sơ của bạn cũng như những giấy tờ có liên quan để công ty định hướng ra con đường phù hợp nhất cho bạn để các bạn có thể là chứng minh tài chính sao cho nó phù hợp và thuyết phục nhất nha bạn. Và câu hỏi cuối cùng là từ bạn Ngọc Lan. Em đang tìm hiểu về việc đi du học Canada và chồng em sẽ đi theo phụ thuộc và ở cùng em cho tới khi em hoàn tất khóa học. Vậy công ty Tân Đại Dương có thể tư vấn kỹ hơn cho em về vấn đề này được không ạ? Em xin cảm ơn. Chào em Ngọc Lan, khi mà em muốn đi du học và chồng đi theo thì chồng của em có thể nộp đơn visa dạng visa du lịch. Tùy vào trường hợp hồ sơ của chồng em như thế nào mà visa được cấp dài hay ngắn. Nếu hồ sơ chồng của em có công ăn việc làm ổn định nè, rồi mức thu nhập khá cùng với nguồn tài sản, ví dụ như là nhà, đất, xe hơi thì khả năng có visa rất là cao. Và thời hạn visa sẽ phụ thuộc vào thời hạn trên passport mà chồng em nắm giữ. Thì hy vọng là qua câu trả lời của tư vấn viên của công ty du học Tân Đại Dương thì các bạn đã có thể hiểu rõ những điều mà mình hỏi và có thêm thông tin để chuẩn bị một bộ hồ sơ du học Canada tốt nhất nhé. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về cơ hội việc làm và định cư mở rộng khi du học tại tỉnh bang Manitoba, Canada thì các bạn có thể liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh du học Canada tại Việt Nam, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, Tân Đại Dương, địa chỉ công ty tại quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh tại quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080 hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaidương.edu.vn hoặc tddvn.com. Và các bạn lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.